Hello mọi người, mời mọi người vào nhà chơi nha. Hello, xin chào. Hello anh. Hello. Nay chơi tới nha. Ok. Xin được chào mừng tất cả quý vị đang cùng đến với series Welcome Smart Home của Lumi. Và trong tập 12 ngày hôm nay thì Văn Hưng rất là vui khi được giới thiệu đến quý vị về những giải pháp thông minh của căn hộ Mastery Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Và hãy cùng theo Văn Hưng để khám phá những tiện nghi cũng như là những giải pháp vượt trội của căn hộ cao cấp này nha. Là một người trẻ tuổi và luôn mong muốn không gian sống của mình hiện đại từ ngoài vào trong, chủ nhân của căn hộ này đã trang bị hệ thống cảm biến cửa và cảm biến chuyển động thông minh. Mỗi bước đi đều có thể được chiếu sáng mà không cần thao tác với công tắc. Bên cạnh đó thì hầu hết tất cả các thiết bị trong phòng khách đều được kết nối với smartphone. Điều này khiến cho việc thao tác trở nên dễ dàng và tiện lợi hơn bao giờ hết. Với Lumi không cần đến quá nhiều bộ điều khiển rườm rà, gia chủ có thể ngồi ngay tại sofa và điều khiển mọi thiết bị chỉ với vài nút chạm trên smartphone. Và tất nhiên rồi, nó đến căn hộ của một chàng trai trẻ yêu công nghệ, không thể không kể đến những trải nghiệm giải trí ngay tại nhà. Ok Google, turn off the light. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn về những trải nghiệm sống thông minh trong căn hộ của chủ nhà, ngay bây giờ thì Văn Hưng có mời anh Sơn là kiến trúc sư đã lên ý tưởng thiết kế cho ngôi nhà này. Xin được chào anh Sơn ạ. Xin chào Văn Hưng, chào quý vị khán giả. Đầu tiên thì có thể cho Văn Hưng được biết là ý tưởng từ đâu mà anh có thể thiết kế được căn hộ này không anh? Thì anh Tài, chủ nhà, là một người trẻ tuổi, rất là am hiểu và yêu thích công nghệ. Cho nên là trong quá trình mà mình tư vấn thiết kế thì anh Tài cũng đề xuất với mình về cái việc sử dụng thiết bị thông minh trong nhà của mình. Thì như các bạn cũng đã thấy thì các thiết bị này giúp cho người dùng có thể tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cũng như là thao tác dễ dàng. Bên cạnh những thao tác thuận lợi thì anh Sơn và anh Tài tại sao lại chọn Lumi là những giải pháp tuyệt vời cho căn hộ này ạ? Một cái đặc điểm mà mình rất là thích ở Lumi để mà giới thiệu với lại anh Tài, đó chính là Lumi có một cái bộ giải pháp toàn diện từ ngoài vào trong, hoạt động ổn định để mà có thể điều khiển được các thiết bị từ xa. Công việc của anh Tài thì thường xuyên phải là đi công tác xa, cho nên là cái tính năng đặc biệt này rất là hữu ích. Anh Tài cũng có chia sẻ với mình là thỉnh thoảng anh đi ra ngoài mà quên tắt điều hòa hoặc là máy nóng lạnh, thì nhờ có cái giải pháp này của Lumi mà anh Tài có thể bật tắt các thiết bị rất là dễ dàng. Từ góc độ là một kiến trúc sư tư vấn và thiết kế nội thất thì khi mà mình nhận được yêu cầu thiết kế một cái căn hộ mang phong cách hiện đại với tông màu chủ đạo là màu đen như thế này thì Lumi là một cái giải pháp mà mình cảm thấy là phù hợp nhất, bởi vì bộ công tắc cảm ứng của Lumi với viền màu vàng champagne thì nó sẽ làm tôn lên cái ý tưởng thiết kế của mình cũng như là cái cảm nhận người dùng khi mà mình bật tắt thiết các thiết bị, nó sẽ xứng tầm hơn so với việc mình sử dụng các công tắc thông thường. Dạ, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích của anh Sơn. Và thực sự thì nhờ những công nghệ như nhà thông minh thì dù căn hộ có diện tích hạn chế nhưng những tiện nghi không thua kém gì với những căn biệt thự hay là nhà phố. Để có thể biến hóa căn hộ của mình thành một căn hộ thông minh thì quý vị hãy đừng ngần ngại liên hệ ngay với hotline của Lumi để được nhận tư vấn và khảo sát miễn phí cũng như là nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất nhé. Đến đây thì series tập 12 của Welcome Smart Home đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên theo dõi series Welcome Smart Home này trên fanpage cũng như là YouTube của Lumi nhé, để khám phá những công trình thông minh và những trải nghiệm đẳng cấp. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị.